Sáng ngày 12 tháng 10, Tri Cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường thực hiện cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Phạm Văn Khắp, bà Lê Thị Tuyết ở thôn Kim Đê, xã An Tường. Theo đó, ông Phạm Văn Khắp, bà Lê Thị Tuyết ở thôn Kim Đê, xã An Tường đang canh tác trên diện tích đất nông nghiệp tại thửa số 13, tờ bản đồ số 1 ở xứ Đồng Phuấn Cấy, thửa số 6, tờ bản đồ số 4 ở xứ Đồng Cội Vuông, thửa số 1, tờ bản đồ số 4 ở xứ Đồng Cội Dài thuộc thôn Kim Đê. Các thửa đất trên đều thuộc diện tích đất đã được giao cho hộ gia đình ông Lê Văn Tỉnh và hộ ông Phạm Văn Nơi. Sau nhiều lần được chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội của huyện, xã, thôn tuyên truyền, vận động, ông khắp, bà Tuyết không chấp hành việc bàn giao diện tích đất nông nghiệp đã gây bức xúc cho gia đình ông Tỉnh, ông Nơi cũng như nhân dân tại địa phương. Tại buổi cưỡng chế, các lực lượng tham gia đã tiến hành đo đạc diện tích trong phạm vi cưỡng chế, thực hiện các biện pháp đóng cọc mốc giới với các ô thửa liên kề và bàn giao số diện tích trên cho ông Lê Văn Tỉnh và hộ ông Phạm Văn Nơi. Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng xong phần diện tích đất nông nghiệp hộ Phạm Văn Khắp, bà Lê Thị Tuyết buộc phải có nghĩa vụ trả cho hộ ông Lê Văn Tỉnh và hộ ông Phạm Văn Nơi.